Chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. À, vấp té trong nhà đậu xe của bệnh viện một bà ở North Carolina đã bị cán chết và Trương Hòa Bình cho rằng chống dịch bằng thơ trước khi rời ghế phó thủ tướng. Cảnh sát ở Thái Lan đã đụng độ người biểu tình. Giới rẻ ở quận Cam sắp được đi xe bus miễn phí và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì một phụ nữ mới đây đã thiệt mạng sau một vụ vấp té rồi sau đó bị một chiếc xe cán qua kéo đi 100 phút trong nhà đậu xe của một bệnh viện tại thành phố là Raleigh ở tiểu bang North Carolina. Theo bản tin ABC News nói rằng là vụ xảy ra lúc khoảng 3 giờ 15 phút chiều ngày 15 ngày 16 tháng 7 trong nhà đậu xe của bệnh viện Đức Raleigh Hospital. Sở cảnh sát nơi đây được gọi tới sau khi nhận được báo cáo có người đi bộ bị xe cán phải. Theo đài truyền hình WTVD thuộc hệ thống ABC. Giới hữu trách cũng nói rằng là bà Mary Albert ở thành phố là Antier, North Carolina đang trên đường đi bộ đến nhà đậu xe. Tại chỗ đậu xe riêng cho người tàn tật thì chích cách chỉ đó có khoảng 50 phút thì bà phải vấp phải một cái ụ giảm tốc độ và bị té xuống. Ngay lúc đó một người lái xe từ tầng trên quẹo xuống tầng dưới không thấy nạn nhân nằm dưới đất nên đã cán qua người. Bà bị kéo đi khoảng 30 mét, sau đó thì sở cảnh sát nói là bà đã qua đời vì các vết thương quá nặng. Quay sang phần tin khác ở tại Việt Nam, thì ông Trương Hòa Bình chống dịch bằng thơ trước khi rời ghế phó thủ tướng. Mạng xã hội vào hôm 18 tháng 7 bàn tán về một bài thơ được cho là cung Trương Hòa Bình sắp rời ghế phó thủ tướng Cộng sản Việt Nam theo các bài báo Việt Nam sau Đại hội thứ 13 thì ông Bình được Bộ Chính trị cho tiếp tục giữ ghế Phó Thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021 à, tức là à, đến phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 và bài thơ Sài Gòn chống dịch của ông Trương Hòa Bình được cả Báo Sài Gòn Giải phóng và Thanh niên cùng đăng trang trọng vào hôm 18 tháng 7 Corona từ đâu em tới tên em nghe rất dịu dàng à, một à, khổ thơ khác viết là Việt Nam ơi niềm tự hào trân quý đất nước ta đã ba lần thắng dịch à, và đó là những cái vần thơ của ông Trương Hòa Bình. Việc cả hai tờ báo cùng đăng một bài thơ trong một ngày làm dấy lên những suy đoán rằng đây là bài thơ của lãnh đạo cấp cao được chỉ định đăng để công tác tuyên truyền. Sau khi đọc bài thơ của Phó Thủ tướng Bình, thì ông Ngọc Vinh là cựu thư ký của tòa soạn báo Tuổi trẻ đã bình luận trên trang cá nhân là ông Đỗ Trung Quân tuyên bố bẻ bút khi đọc bài thơ này. Chưa biết ông Bùi Chí Vinh thì sao. Corona virus mà ông gọi bằng em rất dịu dàng và ô yếm yêu thương liên quan đến việc ông bình làm thơ thì báo quân đội nhân dân hồi tháng 5 do tính chất công việc thì ông trương hòa bình được uh, là người được đi nhiều và biết nhiều và đây là tiền đề cho cái chính ông có một tổ chức làm thi sĩ đó là lời của uh, một nhà báo nói rằng ở trong quân đội. Và bài báo này cũng ca ngợi ông Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là một nhà thơ chân chất giản dị mà nồng nàn tình người, tình quê. Ngoài ra, thì báo Quân đội Dân dân cũng trích lời ông Nguyễn Thế Kỷ là cựu tổng giám đốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân bốc ông Bình là một chiến khách lớn có tâm hồn, tấm lòng và sự rung động chân thành ngân lên khi bắt gặp chuyện thực của đời sống như thế. Và quay sang phần tin khác ở tại Thái Lan, thì cảnh sát Thái Lan đụng độ người biểu tình. Cảnh sát Thái Lan vào hôm 18 tháng 7 đã sử dụng hơi cây và vòi rồng và đạn cao su trong tình trạng để ngăn những người biểu tình tuần hành tới văn phòng của Thủ tướng Prajut Chan Ocha để kêu gọi ông từ chức. Hơn 1.000 người biểu tình đã tham gia cuộc biểu tình mà cho đến nay cảnh sát vẫn chưa giải tán. Nhiều người biểu tình đã mang theo những chiếc túi đựng thi thể giả để tượng trưng cho các ca tử vong Covid-19. À, và họ đổ lỗi là cho Thủ tướng và Chính phủ của ông đã xử lý không tốt đại dịch Covid-19. Một người biểu tình là Kayapol Verattak, 34 tuổi, nói với hãng tin Reuters là chính phủ đã xử lý tình huống một cách yếu kém và nếu chúng tôi không làm bất cứ điều gì thì sẽ không có thay đổi. Cảnh sát đã sử dụng vũ lực à, sau khi một số người biểu tình cố gắng tháo dỡ hàng rào thép gai và rào chắn kim loại do chính quyền dựng lên để ngăn chặn các con đường tượng đài dân chủ đến tòa nhà chính phủ, nơi mà thủ tướng làm việc và giới trẻ quận Cam sắp được đi xe bus miễn phí. Cơ quan giao thông Orange County công bố cho giới trẻ từ 18 tuổi trở xuống đi xe bus miễn phí từ tháng 9 năm nay. Thông báo của OCTA thì chi phí cho chương trình mới được quốc hội California chuẩn thuận sẽ cho những người từ 18 tuổi trở xuống ở quận Cam đi xe bus miễn phí trong 6 tháng. Ông Andrew Đỗ, chủ tịch của OCTA cho biết um, cho giới trẻ quận hạt được đi xe bus miễn phí sẽ khuyến khích một thế hệ khám phá sự tiện lợi và giá rẻ của xe à, xe bus. Ban đầu chương trình này được dự tính chỉ dành cho trẻ em từ 13 tuổi trở xuống, nhưng hội đồng quản trị OCTA quyết định mở rộng cho những người ở độ tuổi trung học và OCTA cũng đang có chương trình thẻ xe bus miễn phí hay giảm giá cho sinh viên của đại học cộng đồng địa phương rất thành công và đến nay đã có khoảng 36.000 sinh viên sử dụng thẻ xe bus này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.